Các bạn có thể thấy đây là một cái ngai vàng của vua Càn Long chúng ta hay xem trong phim này. Đó, Hải Phòng. Nhưng vua Càn Long nhưng đi giày Puma. Mộc nhân đã được sử dụng bởi Diệp Vấn. Đây. Diệp Vấn nhiều mồ hôi tay nhỉ. Lối vào kinh thành đây rồi. Sẽ đi thông quan qua cái cửa đây. Cửa ải, đây là cửa vào thành đấy. Nhiều là cẩm y vệ nó là bảo vệ bây giờ đấy. Rồi. Giờ cẩm y vệ còn thu phí kìa. Đúng rồi. Cái này gọi là cái xe phạm nhân. Đây, người ta cũng đang quay phim ở đây luôn à. Đây, phim trường người ta quay bao thanh thiên. Kêu chia sẻ lắm. Đây, đây là cái góc nhìn của vị vua từ trên ngai vàng nhìn xuống các bạn nhé. Đấy, đây là vua của thời mới. I'm here. Hello. I'm here. Yeah. Chiếu rồi. Yes, it's me. Yes. Yes, okay. Đường phố ở tại Quảng Châu, trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố, về khách sạn. Đấy, đường xá rất là đẹp nhưng mà vẫn tắc đường như ở Việt Nam bình thường. Và trên đường thì đa phần 80% là các xe Trung Quốc tự sản xuất, rất ít xe từ các thương hiệu của các nước khác. Tôi phát hiện ra là ở bên này người ta có một cái hệ thống bản đồ rất là xịn ở trên điện thoại, định vị rõ luôn là làn nào, xe đang chạy ở làn nào. Đấy. Và đây chúng tôi đang ngồi ở trong một cái mẫu xe có thiết kế không khác gì Kia Sedona, nhưng mà đây là một cái mẫu xe nội địa của Trung Quốc. Aeon này là một cái hãng xe điện nằm trong top những cái hãng lớn nhất của Trung Quốc. Đi trên đường thấy rất nhiều. Đây là một cái mẫu xe điện bày tại một cái mô ở Trung Quốc. Nào xem nội thất nào. Đấy, full điện hết. Ghế nhớ này, full điện tất. Nói chung là không. Mấy anh em review xe mà sang Trung Quốc review hết hơi. Xe điện thì chắc là cũng cả năm trời. Tôm rộng nhỉ? Đây. Như port 38 vạn tệ, nghĩa là bao tiền? 1 tỷ. Chưa đến 1 tỷ. Tỷ. À, 1 tỷ, 1 tỷ. Hơn 1 tỷ. Đã màn nhỉ? Ngồi này khác gì ngồi mấy bách đâu. Đây là camera này. Camera quanh gương luôn này. Cam với cảm biến ở xung quanh luôn. Anh Hưng ơi, xem nào. Xem ở trên màn hình là có những cái gì nào. Ở đây hiển thị điện này. Xăng này. Xăng. Mẫu này vừa chạy điện vừa chạy xăng. Đẹp quá. Đây là một cái showroom xe điện. Một showroom xe điện ở trong một trung tâm thương mại tại Trung Quốc. Đây. Ở đây người ta ghi là chiếc này là Hyper SSR. Thương hiệu Trung Quốc nhá. Tôi cũng không biết cái thương hiệu này là tên là gì.
Đây người ta bóc tách luôn toàn bộ cái động cơ ở phần bên trong. Phần hệ thống điện thì hoạt động như thế nào. Đấy. Wow. Qua những khung cảnh như thế này thì thấy được là người Trung Quốc đã đạt được đến cái công nghệ sản xuất xe điện như thế nào rồi. Đấy, cửa mở lên phía trên. Đây, vô lăng. Nội thất này, các bạn nhìn này. Đèn ở phía trước này, không thua gì một chiếc Porsche. Nhưng mà phần cánh cửa thì dã man hơn rất nhiều. Wow. Các bạn hãy nhìn về form dáng đi. Cánh cửa mở này, quá là kinh khủng nhá. Quá là kinh khủng. Xe điện nhá các bạn nhá. Cảm biến xung quanh xe này. Đây là nội thất. Rất đơn giản, cực kỳ thanh lịch và hiện đại. Chiếc này cửa sổ trời full luôn. Đây là một cái mẫu mô hình người ta để ở trong showroom. Và có thể giống như đây là một cái concept về mẫu xe người ta sẽ làm trong tương lai. À, đây cái thương hiệu này thì thấy rất là nhiều ở trên thị trường nội địa của Trung Quốc. Đây là cái công nghệ nhà máy sản xuất của họ này các bạn này. Máy móc này, thiết bị này. Dạ màn. Thực là không muốn xem thêm nữa. Quá là kinh khủng và dã man. 289.000 tệ cho cái mẫu xe hồng mà có cái cửa mở theo dáng thể thao như kia. Đấy là chưa đến 700 triệu. And how about the yellow? 1.280.000. Có nghĩa là khoảng tầm 3.5 tỷ, chưa đến 5 tỷ, 4 tỷ. Giá đấy là đã bao gồm pin, không phải thuê nữa. Thế làm sao cạnh tranh được? Con này khoảng 650 triệu. 650 triệu đã bao gồm cả pin. Oh really? Yeah. We don't have because electric. Ah, electric. Yeah. Don't have to pay tax. Yeah, yeah, yeah. Ah, thế là chính sách của Trung Quốc rất là tốt. Có nghĩa là xe điện thì không phải đóng thuế, 0%. Thế nên là Trung Quốc bảo sao là chạy xe điện đầy đường. Bạn người Trung Quốc của tôi, A Lý. Hello. Thì anh ấy đã bay từ Thường Xuân về tới Quảng Châu để đưa chúng tôi đi tham quan, thăm thú một vài nơi. Ni hao. Đây là anh Huy, gốc người Hoa nhưng mà bây giờ đang làm kiến trúc sư tại Familia ở Hà Nội. Đây là anh Phương. Hào ni hào ni, tổ mẫu của cháu. À, thông chúng nào xì hó à? Hào là. Và hôm nay thì chúng tôi đang có một cái chuyến đi đi thăm cái gì đây nhỉ? Cái này là một cái thác nước có tên là, để xem nào, một cái hồ nước có tên là hồ Tingjin. Chúng ta sẽ cùng đi vào trong để xem. Cái này nhìn giống như kiểu đi vào mấy cái khu vui chơi của trẻ con ở Việt Nam ấy. Anh Phương, anh đánh giá như thế nào về cái hang động này? Này thu Hạ Long mình. À, vâng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái này không thể đọ lại được với Việt Nam chúng ta đâu. Đây, cái view này thì cũng khá là đẹp này. Nhìn như đang ở Marriott Hà Nội này. Tầm khoảng thế 56 sang núi như này. À, có nghĩa là bình thường là đây là thác nước ở đây. Đây bình thường rồi đó. Đâu, cho anh xem cái bình thường nào. À. Em Duyên gợi ý chúng tôi đến đây ngày hôm nay để xem thác nước. Và khi đến đây thì hóa ra thác nước hôm nay nó không bật nữa. Bên này cái view này và thực sự là nước mà chảy, suối chảy là cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Đây thực tế là một cái hồ
lớn nổi tiếng ở tại Phật Sơn. Rất nhiều du khách đến đây để tham quan du lịch. Trừ cái ngày hôm nay chúng tôi đến thì cũng có khách du lịch người Trung Quốc, nhưng mà có vẻ như mùa này không phải là mùa du lịch lắm. Đấy, nên là chỉ được tận hưởng cái bầu không khí tuyệt vời hôm nay thôi. Cũng muốn đi chơi để gửi đến những cái hình ảnh thú vị hơn về đất nước Trung Hoa cho quý vị khán giả nhà to. Nhưng mà có lẽ là cái điểm đến đầu tiên này thì hơi fail một tí. Một cái mình bỏ lên thì mọi người biết để sao còn tránh. Sao còn tránh? Đấy, còn địa điểm khác. Bây giờ là chúng tôi đang đi tới một cái phim trường ở tại Phật Sơn, Trung Quốc. Và cái phim trường này đã là nơi từng quay rất nhiều những cái bộ phim cổ trang, những bộ phim và kịch ở tại Trung Quốc. Mong muốn là sẽ được xem những cái cảnh tượng mà mình đã từng nhìn thấy trong các bộ phim Trung Quốc từ ngày còn bé. Đây, đây là lối vào phim trường này. Các cái tường cổ như thế này là ngày xưa là thời triển chiêu với bao công là toàn bay qua cái tường này đấy nhỉ? Đúng rồi. Người ta gọi là khinh công. Khinh công đấy. Tôi đang đi cạnh anh Huy, là một người đã có trải nghiệm rất là nhiều năm ở tại Trung Quốc, đặc biệt là Phật Sơn. Theo ngày đấy là cách đây cũng khá là lâu rồi, anh ấy từng cưỡi xích thố đi vòng quanh khu này đúng không anh? Tôi vẫn nhớ là từ năm 2008 mà tôi đã đi khắp nơi ở Trung Quốc rồi. Từ gọi là Biện Kinh, Lâm An, Thành Đô. Rồi những cái điểm đấy tôi cũng nhớ anh ạ. Cũng như là một vài cái trấn nhỏ của Trung Quốc. Rồi. Thôn nhỏ ví dụ như là Chu Tiên Trấn này. Rồi. Giang Tân Thôn này. Rồi. Đạo Hương Thôn này. Rồi. Đó, và một vài cái điểm di tích ví dụ như là Lâm Du Quan, rồi một vài cái những dãy núi Trường Sơn Bạch. Đó, đây là những cái địa điểm mà tôi đã đi rất là nhiều rồi. Nhiều năm qua lại đây thì mình cũng cảm thấy là nó có thân quen không anh? Độ phát triển nó cũng tương đối nhanh. Nhưng mà vẫn có một cái nét gì đó nó quen thuộc. Thế ngày xưa mấy cái con ngựa xích thố vương các kiểu mà anh để nó lại ở đây thì bây giờ nó còn không? Tôi nghĩ là bây giờ nó cũng là những cái đồ ngày xưa đã rất là hiếm rồi. Bây giờ khả năng là sẽ là những cái gọi là họ sẽ nhân giống ra. Nhân giống để bảo tồn. Nhân giống rồi bây giờ là họ không gọi là sức ngựa nữa mà sức điện đấy đúng không? Cái xe điện bây giờ các anh có thể thấy rất nhiều ở ngoài đây. Rồi. Nó cũng là xích thố. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là tào lao của anh. Không vâng. Có gì. Lối vào kinh thành đây rồi. Đẹp nhỉ? Nhưng mà kinh thành này bây giờ ngựa của anh Huy là toàn thành ô tô hết rồi này. Ngày xưa là tôi đến những năm 2008 là ngựa sẽ phải buộc ở đây rất là nhiều. Sẽ đi thông quan qua cái cửa đây. Cửa ải, đây là cửa vào thành đấy. Rất nhiều là cẩm y vệ, nó là bảo vệ bây giờ đấy. Rồi. Giờ cẩm y vệ còn thu phí kìa. Đúng rồi. Đây là vào bên trong phim trường. Đây. Đây các cái thiết bị để chiếu sáng quay phim đây. Đây. Đấy. Ở đây là phim trường. Ngày xưa là Hoàn Châu cách các kiểu là cứ đi mặc quần áo váy áo đi qua đây đấy. Đây, người ta cũng đang quay phim ở đây luôn à? Người ta đang bắt đầu quay ở đây. Đây là cái cửa vào thành này. Cái cảnh này mặc đồ cổ trang và chụp ảnh thì rất là đẹp. Những cái nhà này là ngày xưa là thấy ở Bao Thanh Thiên ở đây. Bao Thanh Thiên. They filming here? Film here? Đây phim trường người ta quay Bao Thanh Thiên. Đây là cầu Đầu Trạm. Long Đầu Trạm. Thế mà lên phim nhìn không biết là gỗ nhờ. Nếu mà quay như này thì không biết là gỗ thật. Rồi đúng rồi. Cái này gọi là cái Tumbri, được biết đến giống như là cái xe phạm nhân.
Đây là có phố Hồng Kông này, phố Thượng Hải này. Cai Tây là cái gì không biết à? Đây là toilet à? Wang Fu. Wang Fu Street là cái gì đấy? Không biết. Đấy. Lối vào kinh thành. Hoàng cung. Hoàng cung Bãi Triều và Thiết Triều là ở trong kia. Đẹp nhỉ? Quá. Xung quanh hoàng cung lúc nào cũng có hồ nước bao quanh. Đây, cái khu mà tôi đang ở là ở đây. Lúc nãy vào, cửa vào ở đây. Còn nguyên cả một cái khu rất là lớn ở phía bên sau này nữa. Còn nhá. Đây là phim trường mô tả lại cái khu phố Thượng Hải. Chắc là vào những năm tầm thập niên 80-90. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi vào bên trong. Đi vào bên trong để xem là người ta làm phía bên trong này như thế nào. Hay gọi là cung vua đấy. Các cái cột này đều là sơn hết này các bạn này. Cột bê tông, sơn giả gỗ. Đây, phía bên trong. Ai chà. Đây là ghế của hoàng thượng ngày xưa. Đây đều là các cái đồ gỗ sơn giả vàng lên để quay phim, làm đạo cụ quay phim. Nhưng mà khi lên hình thì nhìn đúng là rất là hoành tráng, rất là đẹp. À, có một con rồng ở ngay chính giữa. Đây chúng ta đang thấy anh Đức đang thay một cái bộ hoàng bào. Hoàng bào của vua Càn Long. Đó. Một lát nữa thì tôi cũng sẽ thử thay một cái bộ cẩm y vệ này để tôi đứng cạnh nhá. Tôi bảo vệ anh Đức. Wow, trông rất là phong độ. Thuận Thiên Thừa Vận là hoàng đế chiếu viết là năm nay, hôm nay là ngày 21 tháng 3. Có giày không em? No, no. Các bạn có thể thấy đây là một cái ngai vàng của vua Càn Long chúng ta hay xem trong phim này. Đó. Rất là ngoài phòng. Anh vua Càn Long nhưng đi giày Puma. Đây, đây là cái góc nhìn của vị vua từ trên ngai vàng nhìn xuống các bạn nhé. Đấy. Đây là vua của thời mới. Ôi, vé đây lại là bằng cái giả xu như này hả em? Từ. Ồ, cho anh một cái. Ờ, lần đầu tiên đi tàu điện mà lại vé bằng xu dạng nhựa như này. Đấy. Và ở đây thì toàn bộ thì phải mua và thanh toán bằng Alipay hoặc là WeChat. Mấy cái thẻ Visa của anh em chúng tôi là không hoạt động ở bên này. Không thanh toán được, chỉ có thanh toán bằng thế thôi. Gần như là nội địa. Hiện đại không kém gì châu Âu, thậm chí là còn sạch sẽ hơn. Đây, trưa nay sẽ đi ăn ở một nhà hàng thấy bảo là cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Đây, lẩu gà, nước dừa. Nhà hàng này là nhà hàng chuyên về gà. Hello.
Có nghĩa là trước mỗi bữa ăn là người ta cho một cái ấm như này để tráng nước nóng hết. Cầu kỳ đấy nhờ. Tráng xong rồi đổ đi, xong rồi tí cầm cả cái này đổ vào là cái kia rồi rót lại uống. Xôi. Gì đâu? Ừ. Tưởng là có gà, hóa ra có mỗi nước dừa. Đấy. À đây, gà đây. Đấy. Đây là món gà đu đủ. Nấu với nước dừa. Món này chưa ăn ở Việt Nam bao giờ. Đây là cái gì đây? Đây là hạt sen. À không phải à? Cái gì đây? À đây là quả gì ấy? Coca-Cola kiểu Trung Quốc. Không phải toàn bộ Trung Quốc. Toàn bộ đều phải là bằng tiếng Trung. Mùi nó vẫn là mùi Coca-Cola. Ngon. Ngon như Coca. Ngon như Coca luôn. Ngay lúc này là anh em chúng tôi vừa mới đến với ở đây là tổ đường, tổ miếu của Vịnh Xuân Quyền, nơi mà nhân vật sư phụ Diệp Vấn chúng ta hay xem ở trong các bộ phim Trung Quốc. Và anh em chúng tôi đến đây để xem có học hỏi được một ít khí công và võ nghệ nào không. À, có ở Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. À, các cái võ đường đấy. Võ quán. Ừ. Cổng vào đây. Ngày xưa là sư phụ Diệp Vấn là như còn sang cả Hồng Kông xong rồi dạy cho Lý Tiểu Long mà. Phía bên ngoài của tổ đình đây các bạn nhé. Người Trung Quốc rất là thích dùng những cái tường màu đỏ giống như thế này. Đây chúng ta đi vào trong à. Ở giữa thành phố mà vẫn giữ được những cái khu như này nhỉ. À, đây đây đây, cái tập võ của Diệp Vấn đấy. Mộc Nhân, Mộc Nhân. Diệp Môn Đường. À, Diệp Môn Đường. Đây là các cái hình vẽ tư thế trong Vịnh Xuân Quyền. Đây là Mộc Nhân ngày xưa này. Mộc Nhân đã được sử dụng bởi Diệp Vấn. Đây. Diệp Vấn nhiều mồ hôi tay nhỉ? Mốc ấy. À, đây là câu chuyện tiểu sử về cuộc đời của Diệp Vấn. Năm sinh năm 1893 ở tại Phật Sơn này. 1954 là ông ấy mở cái võ đường ở tại Hồng Kông. Và sau đấy thì 1955 đến 1957 này thì Bruce Lee đã học ở trong cái võ đường này. Đấy, Bruce Lee, Lý Tiểu Long. Đây, đây là hình ảnh thực tế của sư phụ Diệp Vấn. Đây, đây là ảnh chụp của ông ở ngoài đời. Đấy, khác với hơi khác một chút với anh tài tử điện ảnh của Trung Quốc hay đóng vai Diệp Vấn ở ngoài đời. Đấy, nhưng mà những cái di sản của ông để lại thì đến bây giờ vẫn còn được người ta lưu giữ. Đây. Đấy, ông ấy sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở tại Phật Sơn. Đây. Đây là những hình ảnh vào những năm 1950, 1960, 1970. Đấy. Đây là hình Diệp Vấn ở tại nhà của ông ấy. Đây là hình của sư phụ Diệp Vấn chụp trong lần sinh nhật thứ 70 của ông ấy. Cắt bánh sinh nhật này. Đấy, hình chụp sinh nhật lần thứ 78.
ở phía dưới này. Đây là chữ của Diệp Vấn. Ngày xưa là ông đã biết dùng bút Parker rồi đây này. Đây là cái hộp đựng thuốc lá của Diệp Vấn. Đấy. Đấy là hai. Diệp Vấn, con trai và cháu nội. Đây là Diệp Vấn và học sinh của ông ấy vào những năm 1950 tại Hồng Kông. Ồ. Đây là ông ấy chụp với cả hoàng tử của Ả Rập Xê Út. Đây là một cái học sinh rất là nổi tiếng của ông ấy, tên là Phung Hôn gì đấy. Bây giờ thì đang dạy ở tại Canada. Đây. À, Phung Hôn là đây, ông bên phải. Rất nhiều hình chụp. Còn đây bên này nữa. Bên này là cây gậy 6,5 trượng, rất là dài. Đây, cái gậy này ngày xưa là tập võ hay múa võ ngày xưa. Có cả cái kiếm giống như thế này. Đây là hình ảnh của Diệp Vấn. Đây mới là bản thật này. Đây chắc chắn là thật rồi này. Cái kia khả năng là cái bản người ta phục dựng đeo mặt nạ giả, phục dựng từ những cái bản này. Đây là cái góc để có thể tập theo. Diệp Vấn này, đây là phu nhân của ông ấy. Đây. Đây là cái góc ở trong ngôi nhà của ông Diệp Vấn ngày xưa. Dưới này vẫn còn rất nhiều các cái ảnh lưu niệm. Đây là những học sinh của ông ấy, những học sinh nổi bật. Các bạn thử nhìn xem là có biết nhân vật nào ở trong này không. Còn tôi thì tôi biết nhân vật này này. Và nhân vật này là cái nhân vật mà một trong những cái nhân vật yêu thích nhất của tôi trong võ thuật. Đấy. Lý Tiểu Long, Bruce Lee. Này. Đây là những hình ảnh từ năm 1957 là Bruce Lee bắt đầu theo học ở tại nhà. Đấy. Đây là ảnh giữa Bruce Lee và Diệp Vấn. Đây là hình của ông Diệp Vấn, ông đang bế con trai của Bruce Lee. Bruce Lee này lấy một người vợ người Mỹ và sinh ra một cậu nhóc như thế này. Và đây là cái hình ảnh. Về tiểu sử của Bruce Lee thì tôi cũng đã xem một vài những cái bộ phim tái hiện lại cái tiểu sử của Bruce Lee. Thực sự là đây là một nhân vật mà làm thay đổi cái tầm ảnh hưởng của võ thuật Trung Hoa đối với thế giới, đặc biệt là trên cái thị trường Mỹ. Anh ấy mang võ thuật Trung Hoa tới cả Hollywood, người đầu tiên đấy. Nhìn những cái hình ảnh như thế này thì có thể thấy được rằng là Diệp Vấn ngài đã có rất nhiều những đồ đệ khác nhau. Đây, và đây không chỉ mỗi ở Trung Quốc mà ở đây là cái hình ảnh mà Vịnh Xuân Quyền đã đi ra tới Anh này, tới Pháp, tới Đức, Nga, Romania, Cộng hòa Séc, ôi, rất nhiều nơi trên thế giới có cái võ đường của Vịnh Xuân Quyền ở Mỹ này, Bỉ, Slovenia, rất nhiều nơi luôn. Đây, Canada, Brazil, chưa thấy Việt Nam đâu nhỉ? Đây là Africa, Tunisia, không thấy Việt Nam đâu các bạn ạ. Đây là cái giải thi đấu Vịnh Xuân Quyền đầu tiên trên thế giới vào năm 1999. Đấy, giải thi đấu đầu tiên. Huy chương. Huy chương đấy. Thành Long, Jackie Chan đang học Vịnh Xuân Quyền từ Dr. Lee Yong Tin. Đây. Trung Tử Đơn là người mà gần như là ông xuất hiện với cái hình ảnh
là Diệp Vấn ở trong các cái phần của series Diệp Vấn. Đây là những cái đĩa DVD các cái bộ phim của Bruce Lee. Sau khi kết thúc với cái không gian mà trưng bày những cái kỷ niệm, các cái đồ lưu giữ cá nhân của ngài Diệp Vấn, thì chúng ta lại tiếp tục khám phá cái không gian phía bên ngoài. Và khi tới với Trung Quốc thì tôi thấy rằng là ở đây người ta cũng không quá chú trọng đến cái việc phát triển cái du lịch dành cho du khách quốc tế, bởi vì tất cả những cái ngôn ngữ ở đây đa phần người ta chỉ dùng tiếng Trung thôi các bạn ạ. Và trải nghiệm những cái ngày ở đây thì tôi mới thấy là văn hóa Trung Quốc thực sự là họ có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời. Rồi ẩm thực cũng cực kỳ đa dạng và phong phú từ rất rất nhiều các vùng miền khác nhau. Xung quanh cây cối rất là nhiều, đi ở đâu cũng có cực kỳ nhiều cây cối, cây xanh. Và đường xá lúc nào cũng rất rất là sạch sẽ. Thực tế nếu mà để so sánh thì phải nói là ở đây sạch hơn ở châu Âu rất nhiều, rất rất nhiều luôn. Và đấy là cái điểm bất ngờ của Hoàng Đức khi mà ghé thăm tới Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là ở Trung Quốc họ có một cái hay, đấy là đồ như thế nào người ta cũng sản xuất được ở bất cứ một cái mức chi phí như thế nào. Đấy chính là lý do đôi khi là đồ Trung Quốc mà đem về Việt Nam chúng ta thì vì những cái lợi nhuận về tính kinh tế, tính thương mại, người ta đã cắt giảm hết mức để làm sao vẫn là một cái món đồ nhìn giống như vậy nhưng mà chất lượng nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Còn thực tế ở nội địa Trung Quốc, khi mà đi những cái mẫu xe từ Trung Quốc và trải nghiệm đồ ăn rồi tất cả mọi thứ cuộc sống ở đây thì tôi thấy là người Trung Quốc họ làm rất là tốt, sản phẩm của họ dành cho người dân của họ cũng rất là tốt. Tôi cũng không phải là một người thích Trung Quốc lắm đấy, nhưng mà đối với người dân ở đây thì họ cũng không có được truyền thông gì nhiều đến các cái quốc gia ở bên ngoài đất nước Trung Quốc. Thực tế là phải khi sang đến tận nơi rồi thì mình mới có những cái góc nhìn khác. Và Hoàng Đức cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái thông tin thú vị nhất. Các bạn hãy nhớ follow theo dõi và đừng quên ấn like cho video clip của Nhà To nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Loại bia Trường Giang, bia hôm nay A Lý, một anh bạn người Trung Quốc đang mời chúng tôi vào thưởng thức, rất ngon.